giòn đều hết luôn nha cả nhà. Giòn gậu gậu luôn cả nhà ơi. Rồi. Đó. Thấy hấp dẫn cả nhà. Hello, xin chào cả nhà, quay trở lại clip mình nha cả nhà. Chúc cả nhà ngày mới thật nhiều sức khỏe cả nhà. Giờ này 6 giờ sáng cả nhà. Mình mới nhận được con heo cả nhà. Đó. Mình ra thịt rồi nha cả nhà. Đó, mình ra thịt đồ xong hết rồi cả nhà. Giờ mình ốp thôi nha cả nhà. Nó nước ốp mình làm trong thao rồi nè cả nhà. Giờ mình ốp thôi cả nhà. Đặt máy đầu mình ốp thôi nha. Lần ốp thôi cả nhà. Lâu lắm rồi mới quay heo mình mới quay đăng lên vậy đó nha. Miếng nữa mới đủ em ơi. Có miếng nữa nha, mới đủ. Trời. Còn thêm miếng thịt thì đủ vậy. Ốp xong rồi cả nhà. Đó. Rồi đều mình đi nhúm lò rồi cả nhà ơi. Rồi, máy này đi nhúm lò rồi, chừng nào mình máng heo lên quay tiếp tục nha cả nhà. Rồi mình máng heo vô lò thôi cả nhà. Thế mình móc heo lên mình sửa heo rồi cả nhà. Móc heo rồi vô cả nhà, sửa heo rồi lại. Chưa có đem vô lò cả nhà. Thank you.
cả nhà. Nó heo lớn rồi cả nhà. Vỗ da rồi rửa nước rồi đó cả nhà ơi. Ké thêm miếng thịt nữa cả nhà ơi. Sữa con heo gì thôi nha cả nhà. Heo này không có cúng kiến gì nha cả nhà. Đó. Heo này đang quay đã ăn thôi cả nhà ơi. Bà xã anh đang rửa da nha cả nhà. Rửa da xong rồi mình đưa vô lò luôn cả nhà ơi. Mình đem ra rồi nha cả nhà, rồi một lửa nha cả nhà. Đó. Mình đem ra mình vỗ da, mình khò lông rồi lại nữa cả nhà, mình bịch rồi lại, đó. Rồi một lửa nè cả nhà. Đó. Rồi mình làm rồi mình khò lông rồi nha cả nhà, vỗ da rồi bịch giấy báo rồi đó cả nhà. Rồi trời nắng quá, rồi tối, rồi tối. Ở góc này tháng sáng rồi cả nhà. Đây góc nào cũng có thui rồi cả nhà. Khó lắm đó cả nhà.
Rồi mình bịt gì rồi ngay cả nhà đó, bịt sơ sơ vậy rồi cả nhà ơi. Đó. Rồi nào chín rồi mình đem ra nghe cả nhà đó. Đó, nào thành phẩm mình đem ra cho cả nhà xem cả nhà ơi. Rồi lấy heo ra thôi cả nhà, heo chín rồi cả nhà ơi. Cháy cái đầu nó luôn. Đây. Nghe cả nhà đó. Mình chưa có cạo nghe cả nhà. Rồi để mình cạo đồ lại cả nhà ơi. Nó cầu quay vậy. Coi góc này đi cả nhà. Rồi đầu mình cạo lên nghe cả nhà. Đó, cháy đen cái đầu luôn. Chơi mà. Cái đầu luôn. Bình cái chán luôn rồi.
mới luôn nha cả nhà. Dòng gậu gậu luôn cả nhà ơi. Rồi. Đó. Thấy hấp dẫn cả nhà. Rồi. Rồi mình cũng xin kết thúc clip tại đây luôn cả nhà ơi. Bye cả nhà nha. Hẹn clip sau cả nhà ơi. Bề bụng nó trong. Bên đây nó to chói nắng, nó to thui à. Không thấy được. Rồi. Bye cả nhà nha.